xưởng tôm khô, đồ khô đồ quá trời luôn. Lên cái khu này thì bánh kẹo này không, bánh kẹo là nhiều, màu sắc là chính thôi, chứ mấy cái cây này thì nói cho đúng ra thì nó cũng không có phải là xuất sắc đâu, nhưng mà cái màu sắc nó đẹp. Mấy tiệm này thấy đã không, bao lì xì, oh, toàn ngọc luôn. Lồng đèn xoay xoay. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 2 giờ chiều hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2024. Em đang đứng trên con đường Tháp 10, chợ Bình Tây, khu vực này là quận 6. Ồ, hôm nay nhằm ngày 9 tháng 10 âm lịch luôn. 9 tháng 10, 9 tháng 11 dương lịch. Như vậy là chúng ta còn có khoảng chừng hơn 2 tháng nữa là Tết. Đó. Tết Tây thì sẽ là còn tháng nữa là Tết Tây. Không. Thời gian trôi nhanh quá trời luôn. Trời Sài Gòn hôm nay nắng. Đó. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và bình an. Ở mặt tiền đường Tháp 10 này người ta bán bánh tráng nhiều lắm nha. Ở đây có một chị đang ngồi dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều. Ở bên kia thì chúng ta thấy là người ta bắt đầu treo những cái pháo giả nè, rồi cái lồng đèn hay là các cái dụng cụ trang trí Tết, Noel, Giáng sinh. Con đường phía trước là con đường Nguyễn Hữu Thuận đó. Còn bên phải của em ở đây là khu vực chợ Bình Tây. Em chọn một cái vị trí nó mát mát, tại trời giờ đang hơi nắng. Em xin kính chúc cô bác anh chị có thật là nhiều niềm vui trong cái chuyến đi này ở khu vực Chợ Lớn. Thật là nhiều sức khỏe. Cô bác anh chị nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ Sài Gòn hôm nay nha. Và bây giờ thì em mời cô bác anh chị sẽ cùng em chúng ta đi dạo một vòng khu vực Chợ Lớn, ở khu chợ Bình Tây, con đường Tháp 10, con đường Hải Thượng Lãn Ông, tức là Khổng Tử đó, để chúng ta cập nhật nhanh qua cái ngày cuối tuần buôn bán trong cái dịp sắp Tết. Sắp tới thì em sẽ đi chi tiết các cái khu chợ ở Sài Gòn mình, bán cái đồ Tết đó, để gửi đến cô bác anh chị một chút cái không khí, tức là đi bộ chơi đó. Còn hôm nay thì em làm một cái clip tổng quan trước ha. Thôi, bây giờ thì mời cô bác anh chị chúng ta cùng nhau đi về phía trước chợ Bình Tây đi ha. Buổi chiều nắng gắt quá cho nên em phải chọn một cái vị trí mà nó mát và nó xuôi theo cái chiều nắng để không có bị chói nắng, chúng ta không có thấy đường. Các khu chợ mà đặc biệt là các cái chợ sỉ bán thời trang rồi bánh kẹo đó, bây giờ bắt đầu người ta sẽ lấy hàng chuẩn bị bán Tết rồi. Hôm nào em sẽ cập nhật chi tiết ha, chi tiết các cái khu chợ. Hôm nay thì em tranh thủ một chút buổi chiều đi mời cô bác anh chị đi dạo cái không khí xung quanh chợ trước. Người ta bán đồ rất là nhiều. Em đi ra ngoài nha. Dạo này ở đây cũng có du khách nhiều nha. Du khách người ta đi tham quan, em thấy khách Trung Quốc cũng nhiều lắm. Đây là con đường Nguyễn Hữu Thuận, hướng thẳng là chúng ta về đường Lê Quang Sung, tức là Trương Tấn Bửu đó, rồi về bến xe Chợ Lớn. Còn đây là hình ảnh du khách. Nắng quá trời luôn. Hướng này thì chúng ta sẽ đi xuống ngay chỗ cái công viên Cửu Long. Các cái xe này là bến nó nằm ở bên ngay chỗ trung tâm Sài Gòn đó, Đồng Khởi, Tự Do rồi đó, đậu nhiều lắm xe điện nha, chở du khách đi du lịch đó. Giá cũng mắc không có rẻ đâu, tiếng là như cũng 180 á.
à, nửa nửa tiếng chứ không phải là một tiếng, 30 phút á. Ở đây thì ta phơi cái gì, cái gì vậy, không phải cơm. Đây em đi vào con đường Trần Bình à. Chiều chiều cuối tuần này, ngân hàng rồi thì ta nghỉ. À, đây bán đồ mấy cái vị thuốc á, thuốc khô rồi nấm rồi đó, táo tàu rồi các cái loại hạt đó, hạt bí, hạt mắc ca rồi hạt dẻ, hạt điều rồi đó. Chiều thứ bảy chỗ này có vẻ cũng vắng vắng, ít ít khách. Em tính đi bộ cập nhật trong chợ rồi luôn á, nhưng mà hôm nay buổi chiều thứ bảy có lẽ vắng nên là em cũng không có đi, đợi một dịp khác nha. Trần Bình. Về đây thì các loại hạt nhiều. Hôm nay có vẻ cũng trầm lắng ha, thấy chợ không có đông lắm. Chắc là chiều cuối tuần người ta nghỉ hết rồi, người ta không có đi mua nhiều nữa. Bánh tráng. Cơm cháy chả bông rồi đó. Ồ bánh tráng, ta để từng bao từng bao. Ồ người ta không có bịt miệng lại ha. Bụi, bụi quá trời luôn. Các loại bánh không? Bánh cơm, gà, khô bò, khô gà, khô mực. Quá trời luôn. Không? Thơm lắm. Xuống đây chúng ta đụng con đường Phan Văn Khỏe nha, tức là đường Nguyễn Văn Thành ngày xưa. Kẹo, kẹo bánh quá trời. Con đường này thì bây giờ đang người ta giải tỏa bên tay trái ngay chỗ cái kênh Hàng Bàn ngày xưa á, giải tỏa cũng hết rồi, còn những cái ngôi nhà mặt sau của chợ Bình Tây này thôi thì chưa. Nhưng mà cái dãy phía sau của những cái nhà mặt tiền này là rồi, làm xong hết rồi. Đó, trời rất là nắng. Con đường Phan Văn Khỏe, Nguyễn Văn Thành này thì chúng ta đi lên tới kênh Lò Gốm luôn. Cái đường này bây giờ nó thông thoáng ghê luôn á, chứ lúc trước đi khó đi lắm. Chắc cũng tại vì buổi chiều thứ bảy nữa. Nhanh quá. Em thấy dường như là bây giờ là có không khí buôn bán Tết được nhiều rồi. Bên trái của em mấy khu nhà ở đây là hầu như là đóng cửa hết ha. Đây này. Không biết mấy nhà ở đây có giải tỏa đập đi hay không. Có đám cưới nha, đám cưới đám hỏi gì đây, vu quy đám cưới đó. Chắc người ta dựng rạp rồi đón khách chút xíu rồi rước dâu rồi thôi đó, làm lễ gia tiên chút xíu thôi. Cái chỗ đó nhỏ không có tiếp khách rồi nhiều được, khách rồi ra nhà hàng hết. Đây con đường là Lê Tấn Kế ha. Khu vực này là quận 6 đó, cô bác anh chị. 6. Hồi trước thì em cứ nói về chợ Bình Tây, chợ lớn thì cứ quận 5 mà Phan tới thôi. Nhưng mà sau này mới để ý là quận 6. Ở đây đồ khô, đồ hạt, đồ bánh trái là nhiều lắm.
Đó. Em cho camera qua bên hông này, cập nhật tình hình phía bên hông. Đồ bánh kẹo đồ quá trời luôn. Vắng, chiều nay vắng. Ở đây thì người ta cũng bán sỉ chủ yếu. Bán lẻ thì cũng bán, nhưng mà doanh thu chính chủ yếu là bán sỉ đi các tỉnh đó. Bánh trái hoặc là Việt Kiều với du khách ha. Việt Kiều với du khách rồi ta về đây ta mua ăn, mua biếu tặng rồi thì nhiều. Chứ còn mà cái mua lẻ 1-2 kg như mình về ăn thì không có thấm vào đâu ha. Em thấy chiều nay vắng ở đây, hạt đồ bánh trái lạp xưởng đồ quá trời, kẹo đồ quá trời. Tôm khô này, đó, tôm khô mấy cái dãy này này, tôm khô rất là nhiều luôn nha. Đó. Lạp xưởng, tôm khô, đồ quá trời luôn. Lên cái khu này thì bánh kẹo này không, bánh kẹo là nhiều đó, đồ khô trong chợ. Còn gần còn khoảng chừng tháng nữa Tết đó, em đi cập nhật chợ bên trong rồi cho vui. Thùng nóng đi nè. Đây mấy tiệm vàng. Bịch. Bánh kẹo. Xoài. Mực sợi, mực xé rồi đó. Thơm lắm. Đây bên trong chợ nè. Để chiên khách hàng, ngân hàng VIP Bank còn tặng tài khoản số đẹp miễn phí cho khách hàng. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ VIP Bank vì một Việt Nam tuyệt vời. Giày dép quần áo. Khu này thì người ta đóng cửa hết rồi, đóng lâu rồi đó. Ba lô túi sách. Em đi một vòng chợ. À, bên trong bán mứt, à, các loại mứt. Đây thì các cái loại khô, nấm, rồi măng, rồi tàu kỳ, à, rồi các loại trà. Rồi em đi ra đường tháp 10 luôn nha. Tháp 10 ở bên trái này nè. Đó. Người ta bán đồ Noel. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi hướng xuống chợ Kim Biên á. Trời hôm nay thì nắng quá trời luôn, không có thấy mưa ở đâu. Chợ Kim Biên. Rồi chỗ này bánh mứt này, không? Đầy đủ tất cả các loại bánh luôn. Đây, Noel về. Ở dưới thì bán, ở trên thì cho thuê nhà. Em băng qua con đường Chu Văn An phải không? Đó, Chu Văn An. Bánh tráng. Cây Noel. Cây thông Noel. Đây nhựa. Đi dạo chợ lớn một vòng coi tình hình. Đó, bán đồ trang trí Tết rồi nhiều lắm rồi.
Giờ xuống đây em sẽ rẽ trái nha. Rẽ trái con đường gì đây? Ngô Nhân Tịnh ha. Đi về ngay Lê Quang Sung, Trương Tấn Bửu đó. Để chúng ta sẽ đi về lại con đường Chu Văn An. Đường Chu Văn An cũng vui lắm. Này. Đây là mấy cây bông dạ thôi. Tết năm nào ở đây người ta cũng trưng bày ở ngoài đường, nhìn nó rực rỡ lắm. Có một chút như thế này mới thấy Tết. Đó. Thấy mùa xuân về. Màu sắc là chính thôi. Chứ mấy cái cây này thì nói cho đúng ra thì nó cũng không có phải là xuất sắc đâu, nhưng mà cái màu sắc nó đẹp. Nhìn mình thấy có chút không khí mùa xuân. Đây con đường nhà Ngô Nhân Tịnh nha. Nó bán đồ Noel ở đây. Đó, Noel về. Khoảng chừng đầu tháng 12 là thấy không khí Noel tràn ngập khắp phố rồi. Bây giờ là rục rịch thôi. Em quay đầu lại nha, đi con đường này về cái hướng của bến xe Chợ Lớn. Rồi, dừng đèn đỏ luôn. Về Lê Quang Sung đi, bên trái Trương Tấn Bửu á. Rồi em quẹo trái qua Chu Văn An. Đường Nguyễn Hữu Thuận cùng bán đồ Tết Noel là nhiều. Rồi mời cô bác anh chị đi qua con đường Lê Quang Sung nha, Trương Tấn Bửu. Ở đây chúng ta cặp bên trái này. Đây thì mấy chú bán đồ nhựa nhiều, nó là đường một chiều nha. Khu này là nhựa Chợ Lớn, nhựa Duy Tân rồi đó. Mũ, đồ thùng, đồ ghế. Đây là Lê Quang Sung, Trương Tấn Bửu. Bên tay phải của em sẽ là cái bến xe Chợ Lớn. Hồi trước có cái hàng cây đẹp lắm, giờ người ta chặt rồi. Em sẽ đi cho mé bên trái này để quẹo vô Chu Văn An nha. Đây người ta bán đồ bánh mứt cũng nhiều, đồ tiêu dùng cũng nhiều lắm nha. Tết người ta bán bánh mứt nhiều lắm. Rồi các cái bông quả rồi chậu câu rồi đó nè. Đây là con đường Chu Văn An. Em sẽ quẹo trái Chu Văn An. Đi thẳng thì chúng ta đi đường Lê Quang Sung, tức là Trương Tấn Bửu đó, đi về luôn hướng của kênh con kênh Lò Gốm. Bến Phú Lâm cầu Muông á. Đây đồ trầu cau bánh xu xê rồi đó. Đường Chu Văn An này em rất là ít đi nha. Hàng vàng mã cúng kiến đồ này nọ nè. Rồi em đi thẳng luôn, đi thẳng ra con đường Phan Văn Khoải. Nhang đèn. Đồ Tết Noel trang trí, xe cộ đồ quá trời, đồ chơi em bé. Đường Chu Văn An thôi, rất là
bán rất là nhiều đồ, cũng nhộn nhịp lắm. Cô đi bán bánh mì xịt nướng, ốc la, bánh mì chả rồi đó. À, tới đây là chúng ta đụng cái kênh Hàng Bàn. À, dưới này là đã giải tỏa rồi nha, không còn nữa. Nhà hai bên là đập hết rồi. Bây giờ em sẽ quẹo trái nha, con đường Phan Văn Khỏe, tức là huyện Văn Thạnh. Ngày xưa nó là cái bến huyện Văn Thạnh. Chỗ này có cái công viên mát ghê không? Bên trái em là cái chung cư Lucky Play. Khu này người ta ngồi nghỉ chân nhiều quá, mấy anh xe ôm chở hàng đồ này kia đó, chở hàng chở người rồi tùm lum đó. Đây là con đường Ngô Nhân Tịnh nha, em sẽ vào trái đi, đi ra lại con đường Hải Thượng Lãng Ông. Khu này em thấy bắn chổi nhiều nè, bắn chổi với lại mấy cái đồ đang lát rồi này kia, thúng mẹt rồi này, mà tre nứa mây rồi đó, chỗ lông gà lông vịt gì nữa. Đây bán bao, các loại bao, các loại dây cột, áo mưa đó ha. Đồ Noel, đồ bên chợ lớn này, ví dụ như đồ Noel đi, các cái phụ kiện đồ trang trí đó, nếu mà mua sỉ thì không biết giá như thế nào, em nghĩ rẻ hơn, nhưng mà đi mua bình thường thì em thấy nó cũng không rẻ hơn nhiều ở những chỗ khác đâu nha. Ta bán giá cũng giống như giá mình mua ở mấy cái tiệm bình thường trên đường á, nó không rẻ hơn bao nhiêu hết. Ở đây thì em quay con đường Hải Thượng Lãng Ông nha, tháp 10 với Hải Thượng Lãng Ông, tức là đường Cộng Tử năm xưa đó. Bên trái là tháp 10, bên phải là Hải Thượng Lãng Ông. Hướng đi ra, hướng đi về chợ Kim Biên, đi về Bưu Điện ha. Chỗ này thì người ta cũng bán đồ thùng xốp, đồ nhựa là nhiều rồi. Bắt đầu gần chợ Kim Biên thì người ta bán đồ về cơ khí đó, sắt thép, bàn ghế đồ. Ở đường Gò Công, đi qua cầu Gò Công ha, và chúng ta sẽ đi xuống chợ Kim Biên nè. Em đi một vòng con đường Hải Thượng Lãng Ông để cập nhật tình hình buôn bán đồ Noel nha. Ở đây người ta bắt đầu bán mấy cái đèn nhấp nháy văng văng rồi, buổi tối nó lung linh lấp lánh rồi, cũng đẹp lắm. Nó treo quá trời luôn nè, không rất là bắt mắt. Ban đêm mình lên mình sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều so với đi ban ngày. Ban ngày mình không có thấy đèn nhấp nháy nhiều đâu. Đây là chợ Kim Biên ha. Hôm nay thì em cũng không ghé chợ Kim Biên đâu, cập nhật Noel tùm lum hết, đi ở bên ngoài đường. Xuống Hải Thượng Lãng Ông nha, Cộng Tử, cái đoạn mà người ta bán phố sắc màu á, gọi là phố sắc màu. Đây đồ Noel quá trời, không con hươu, con nai đó. Noel rồi, Tết rồi đó. Đây bán mấy cái giỏ để trang trí quà tặng rồi này kia,
Đấy, mấy cái chỗ này nó bán đồ trang trí Noel. Muốn có cái không khí Tết hoặc là không khí Noel sớm chắc là phải ra chợ lớn thôi. Nó bán nhiều lắm. Đó. Quá trời đồ trang trí Giáng sinh. Đây. Người tuyết rồi này kia. Người tuyết rồi này kia, con tuần lộc, ông già Noel đồ quá trời luôn. À. Hôm nay thấy bán nhiều ông già Noel với lại người tuyết nha. Đó. À, đây là cái không khí Tết đây. Chúng ta nhìn một chút mấy cái đồ trang trí. Hệ thống nè, à, đèn. Đó, năm nay em thấy bán nhiều mấy cái đồ như thế này nè, cái người tiếp rồi đó. Nhưng mà vắng quá thôi. Cô bác anh chị thấy không? Giờ này người ta chưa có đi mua nhiều, nhưng mà thật ra thì mình thấy vắng quá, mình thấy cũng buồn. Đây, người tiếp. Đây là đường Phùng Hưng nha. Càng ngày người ta buôn bán càng khó khăn, làm ăn càng khó khăn, kinh tế cũng không có được khá khẩm là bao, cho nên là người ta cũng tiết kiệm á, chi tiêu được cũng tiết kiệm, quay pin chi tiêu được cũng tiết kiệm, mua sắm được cũng không nhiều bằng những cái năm trước đâu, kinh tế đang khó khăn mà. Già Noel đó. Em cũng hay mua mấy cái này này đó, gắn trên cổng nhà đó. Đây có đèn ngôi sao luôn. Đèn ngôi sao ở đây lấp lánh quá ha. Mấy tiệm này thấy đã không? Bao lì xì. Rồi, toàn ngọc luôn. Lồng đèn xoay xoay. Ở đây cũng là một cái vị trí bán đồ Noel với lại Tết quá trời nè. Bên này người ta còn có cả cái người tiết rất là to, Jingle Bell. Ở đây em sẽ quay ngược trở lại chút xíu nha, một đoạn ở bên kia cũng của con đường Hải Thượng Lãn Ông này luôn. Ở đây bên phải chúng ta lên cầu Trà Và về quận 8 hoặc là ra đường Võ Văn Kiệt bến Hàm Tử á. Trời đang khá là nắng. Rồi em quay ngược nha, mọc bồng binh ngay phía trước bưu điện Chợ Lớn, con đường Châu Văn Liêm, tức là con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa đi về hướng của Hồng Bàng và qua bệnh viện Chợ Rẫy. Còn bây giờ thì em sẽ chạy cái mé bên này
vì cái mé bên này cũng bán đồ giống giống vậy đó, khách khứa cũng ít. Người ta bán đồ sắc màu thôi, chủ yếu là để cô bác anh chị nhìn một chút cái không khí màu sắc. Mấy con người tiếp đó. Đó. Ở đây treo treo quá trời không, nhìn đẹp không, thu ngân. Bắt đầu vô cái thời gian mà gọi là lạnh lạnh rồi ha, tới tối là bắt đầu thấy nó se se lạnh rồi đó. Dạ không, dạ không, đang quay phim, đang quay phim. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, mời các bác anh chị đi tiếp tục nha. Ở đây thì em sẽ quẹo bên con đường Phùng Hưng nha. Ngay chỗ này là đường Phùng Hưng nè. Đây, con đường Phùng Hưng. Quẹo qua bên phía cái đèn năm ngọn á, ngay chỗ cái đường Trần Hưng Đạo với Đồng Khánh á. Ồ, ở đây đẹp quá nè. Cái đây á, là người ta để là cái phố văn phòng phẩm nha. Nhưng mà bán cũng đủ thứ à, chứ không có bán riêng văn phòng phẩm gì đâu. Cũng đồ trang trí Noel cũng rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà chủ yếu ở cái đoạn này nè là đã bán văn phòng phẩm nhiều, giấy bút viết rồi đó. Em sẽ chạy tới cái đèn năm ngọn ở chỗ này, đường Đồng Khánh, tức là đường Trần Hưng Đạo ngày hôm nay đó. Chỗ này là cái chợ vải Xóa Trình Lâm luôn. Hướng dưới này thì chúng ta không đi được, tại vì nó là đường một chiều nha. Dưới ngay chỗ đường Châu Văn Liêm đi lên đó. Còn bên trái của em sẽ đi về đường Học Lạc. Em đi tới đường Nguyễn Trãi luôn nha. Ngay chỗ này là đường Nguyễn Trãi, cái chợ Phùng Hưng đó. Thì tới mùa Tết đó, ở đây người ta buôn bán cũng nhộn nhịp lắm, vui lắm. Nói chung Tết, Noel hay gì cũng vậy, về khu chợ lớn mình thấy nó không khí nó rất là rộn ràng ha, vui. Mua người mua cái này, người mua cái kia, người bán cái này, người bán cái nọ. Vô cái con đường phía trước đây là vô chợ Phùng Hưng. Đó, chợ Phùng Hưng. Ra tới Hồng Bàng. Em quẹo Nguyễn Trãi nha. Đường Nguyễn Trãi này là xuống cái khu thời trang luôn á. Rồi chắc là em cũng xin tạm dừng cái clip ở đây đó. Chỗ này là mình ra tới đường Châu Văn Liêm rồi nè, Tổng Đốc Phương á. Em tạm dừng cái clip trong buổi chiều hôm nay, muốn mời cô bác anh chị cập nhật một chút xíu cái hình ảnh của chợ lớn, cái ngày, cái không khí mà gần Tết, gần Noel rồi đó. Người ta buôn bán như thế nào. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đây là con đường Châu Văn Liêm nha, Tổng Đốc Phương. Bên trái thì chúng ta đi ra hướng Hồng Bàng. Bên phải thì em đi về cái hướng của bưu điện chợ lớn nha. Con đường phía trước đây là con đường Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh. Rồi, em tạm dừng các clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.